Xin chào 500 anh em thợ. Hôm nay tôi sẽ bật mí cho anh em biết lý do tại sao keo 3T bon được chống chịu thời tiết khắc nghiệt, chịu nhiệt lên đến 110 độ C lại được nhiều anh em quảng cáo tin dùng như vậy. Xin mời anh em theo tôi kiểm tra nơi chúng tôi hành xác keo 3T bon trong gần 3 năm qua. Sau mỗi lô keo về chúng tôi đều dán thử và mang lên đây phơi nắng mưa, Sương gió quanh năm, keo cũng phải nằm trên tấm tôn này để mùa hè phải chịu sức nóng cao nhất. Như các bạn đã thấy phần keo trải qua thời gian dài phần tiếp xúc hàng ngày với nắng mưa, sương gió nên có đổi màu chút ít, nhưng độ liên kết vẫn rất chắc chắn phần bên trong không tiếp xúc với nắng mưa thì màu sắc, chất lượng không thay đổi nhiều. Đặc biệt với độ chịu lực lên tới 26 kg trên 1 cm vuông nên phần kết nối giữa sắt và alu vẫn chắc chắn vô cùng. Chúng tôi khuyến cáo sử dụng kèm keo silicon chịu thời tiết khắc nhiệt 3T để kéo dài hơn tuổi thọ công trình. Sau khi sản phẩm keo 3T Bon được sử dụng rộng rãi trên thị trường thì đã có nhiều sản phẩm keo trong ra đời theo tuy nhiên điểm khác biệt giữa 3T Bon và các sản phẩm đó là gì? Các dòng keo khác một số dòng bán ra đã loãng hơn rất nhiều, thời gian keo khô lâu có loại khi bắn ra cảm giác có thể dính lúc đầu nhưng không chịu được nhiệt độ cao nắng mưa ngoài trời, không chịu được tia UV sau một thời gian, keo sẽ bị lão hóa, giòn dây dụng giống như tai bon giả. Keo 3T bon liên tục cải tiến nâng chất lượng để phù hợp với điều kiện thời tiết Việt Nam nhất. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi.